các bạn đến với kênh xe đạp của trang web xe đạp hải phòng.com. Trong video này mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái chiếc xe mà thương hiệu riêng của hãng Cellcycle Nhật Bản. Đó là một chiếc xe đã qua sử dụng tại Nhật và con này mình đánh giá là khá tốt trong tầm giá. Xe thì là dòng xe mà touring của mang thương hiệu là E-Fuel. Xe này là dòng thương hiệu E-Fuel. Cái thương hiệu này thì rất là lạ nhưng mà nó là một thương hiệu riêng của hãng Cellcycle của Nhật Bản. Đây, như các bạn thấy là trên khung đây đề là Center to Top, có nghĩa là từ tâm cho đến đỉnh của cái ống ngồi này là 50 cm. Thì xe này là size 50. Xe này là size 50. Size 50 thì chiếc xe này sẽ phù hợp cho những người cao từ khoảng trên 1m7 cho đến 1m8 thì đi sẽ phù hợp. Còn nếu mà khoảng 1m6 mấy thì đi không hợp lắm. Đi không phù hợp lắm. Xe này được mua từ tháng 31 tháng 3 năm 2014. Như các bạn thấy cũng khá là mới và xe đã qua sử dụng tại Nhật Bản. Và còn bán tại website của chúng tôi. À, với chiếc xe này thì trang bị 3 đĩa và 7 líp. 3 đĩa 7 líp. Bộ chuyển động Shimano Meyer Formula. Một cái dòng Meyer mà rất thông dụng với xe bãi. Khá là tốt. Xe được trang bị vành bánh 700C. Vành bánh 700C một cái. Cái kích cỡ vành bánh mà rất là thông dụng cái xe đạp thể thao. Đấy, như các bạn thấy tôi cao 1m62 thì với chiếc xe này tôi cũng vẫn đi được nhưng mà hơi to. Xe này size 50 phù hợp với những người mà cao từ 1m7 trở lên thì đi hợp hơn. Xe được trang bị một cái cọc yên nhún, nó giúp cho nó cũng đóng vai trò như một cái chiếc giảm sóc khi mà các bạn vào đường sóc. Xe có cấu tạo bằng khung nhôm nên là rất là nhẹ. Thì cách phân biệt xe đạp khung nhôm khung sắt thì các bạn có thể tìm trong kênh của mình để xem lại cái video mà cách phân biệt xe đạp khung nhôm và khung sắt. Chiếc xe này trên đầu khung thì được đề là Made in Taiwan, có nghĩa là cái hãng này là nhà máy đặt sản xuất tại Đài Loan và đã sử dụng tại Nhật. Nhiều bạn quan tâm đến xe của mình thì hay hỏi giá, thì trong những video này và những video sau thì mình sẽ công khai giá bán luôn. Chiếc xe này có được bán tại website của mình là xe đạp hải phòng.com và được bán với giá là 4,5 triệu. Nếu các bạn muốn sở hữu chiếc xe thì hãy liên hệ với mình. Nếu các bạn quan tâm đến xe đạp thể thao, xe đạp trợ lực thì hãy like video ủng hộ để mình làm những video đánh giá review về những cái dòng xe mới. Và hiện tại thì chúng tôi với riêng kênh chúng tôi thì chúng tôi sẽ tắt hoàn toàn quảng cáo để giúp các bạn là trải nghiệm video hoàn thiện từ đầu đến cuối, không bị làm phiền bởi quảng cáo. Em mong các bạn hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn theo dõi kênh và ấn chiếc chuông để các bạn là những người đầu tiên được YouTube ưu tiên hiển thị khi chúng tôi có những video mới. Xin cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn.